tiền đạo này nó trong phọc, thành thử làm mình ém nó hơi bị khó. Ém là dùng cái môi, mà nhớ nhớ cái ngày mà Út Nhất che cái hàm răng là nghiêng qua nhét cái hàm răng vô không? À nhớ không? Nhớ. Kể giờ mắc cỡ không? Mắc cỡ, không mắc cỡ. Rồi bây giờ đâu có, bây giờ cười là buông ra là cười dở cái tay xuống thôi à. À. Em có bao giờ những kỷ niệm xưa, hai đứa chung một đường đời đón đưa. Nhà em đầu sớm lao thương, nhà anh một mái tranh chiều, quanh năm năm tháng dài dầu. Hồi xin chào cô bác quý anh chị, hiện tại thì cũng hơn 5 giờ sáng và Bùi Hồ cùng với Út Nhất sẽ thực hiện một cái chuyến hành trình lên Sài Gòn. Và Út Nhất ơi, đây là một cái chuyến hành trình khá là dài, anh em mình đến hẹn lại lên để mà đi đến cái nha khoa của chị Quỳnh để mà thực hiện là làm găng cho Út Nhất á. Cảm giác bây giờ sao Út Nhất? Út Nhất cũng mừng cơ, tại vì đi làm giờ ăn mới được. Ừ. Còn đi làm không được, ăn không được, ăn không phải ăn hư hư không. Ừ. Rồi bây giờ là có găng thì lên làm kỳ này là có găng thì mình có thể nhai được những cái vật cứng hơn. Thành thử ăn uống thì nó cũng dễ hơn. Dễ. Hai là nó cũng có thể thẩm mỹ, cô bác của anh chị cũng một thời gian cũng hơn gần như là 2 tuần Bùi Hồ quay lại Út Nhất thì thấy hình ảnh Út Nhất á, cô bác của anh chị thấy là gương mặt bây giờ hồng hào hơn và công việc đã bắt đầu ổn định hơn, thì cái việc mà làm găng cho Út Nhất là một điều mà tất yếu trong cái chuỗi hành trình mà Bùi Hồ cùng với Út Nhất đã trải qua hơn một tháng qua để mà được Quý Mạnh Thường Quân giúp đỡ đó. Thì thôi thì bây giờ cũng sẽ chia sẻ hành trình này cũng như là thước phim lên Sài Gòn làm găng như thế nào cho cô bác của chị biết ha. Bùi Hồ đang có mặt tại nhà của Út Nhất cũng sau 2 ngày rồi, cũng nghỉ ngơi xong sau khi thực hiện việc trồng găng từ Sài Gòn trở về, được em Phong đưa ra bến xe để về lại đây. Thì do bận công việc, Bùi Hồ cùng với anh Mộc Đồng phải đưa em Hương trở về lại thành phố Long Xuyên của tỉnh An Giang. Thì Út Nhất được em Phong đưa ra bến xe để mà trở về lại quê hương. Út Nhất ơi, thì bây giờ thì sức khỏe của Út Nhất như thế nào rồi? Út Nhất cũng khỏe, nhưng mà như cái nó còn hơi ơi cái nú. Dạ. Rồi cái nó cộm nó cũng khó ăn. Và thông tin với cô bác quý anh chị đó là toàn bộ cái chi phí mà hỗ trợ làm găng cho Nhất là được chị Quỳnh, nha khoa Subeo ở quận 3 hỗ trợ, hay cô bác anh chị. Và hiện nay là găng cốt nhất là trồng hết hàm trên rồi đúng không? Hết hàm trên rồi cơ. Nụ cười lên cho cô bác anh chị xem với ơi. Nụ cười nhìn khá không cô bác anh chị? Nếu như mà cô bác anh chị có để ý kỹ á, thì không những là cái nụ cười mà mái tóc của Nhất cũng khác kìa. À, mái tóc Nhất ơi, mái tóc này ai tài trợ ông Nhất? Anh Dũng. Anh Vũ. Ủa anh Vũ dạ, hả? Anh Vũ tài trợ. Bữa nay nhìn sao đẹp trai quá vậy? Đi khắp xóm cùng làng có ai khen gì không? Chưa, mấy gài cũng chưa đi không. Ôi sao cười nhìn nụ cười khác với ông Nhất? Tại nghe có cái răng này nó không có mớm. Để ăn uống gì được không? Hả? Đạo nghe ăn nó cũng hơi lợn cận. Ăn hơi lợn cận. Đạo nghe anh không có nói. Anh nói về cũng như là như một tuần á, như là nó quen á, rồi Út Nhất ăn mới được vậy ha. Anh có dặn, anh có dặn khoảng một tuần. Anh lúc trước là mình nhai thịt đồ á là bằng cái nú găng, thành nữ là nó quen rồi, nó quen. Bây giờ cái thành nữ là mình trồng cái găng mới vô cái nó hơi bị lợn cợn, nó không có cảm giác ngon đúng không? Đúng rồi, cũng như nó với hai năm sau nó muốn ói vậy ha, như uống nước lạnh cái nó muốn ói. Dạ. Như cái lử gà, như cái lưỡi gà nó nằm không, cũng như nó quá sâu quá sông. Cũng như cảm giác mới mà mình cảm thấy khó chịu. Nó khó chịu á. Hôm trước là hành trình mà đi Sài Gòn, các anh em có Bùi Hồ có quay lại một thước phim, nhưng mà cái thước phim đi trong đêm đó, bây giờ không biết xóa nhầm hay sao. Lúc đó là mình đi mấy giờ quên rồi cũng nhất. 5 giờ mấy cơ. Lên xe ra cũng 5 giờ mấy, gần cũng gần 6 giờ. Anh em đi lên đó thì cũng nghỉ ngơi, rồi sau đó qua ngày sau mới thực hiện cho anh Hải, anh thực hiện làm găng mới lại chốt nhất. Mà phải có công nhận là có hàm găng nhìn đẹp ghê.
Hôm ngày là nhai được bắp chưa? Không, bắp biết chưa có cạp được không? Dạ. Tại mi nó còn hơi yếu, cũng khó. Ừ. Rồi việc nhà cửa rồi ông cụ về sao rồi? Ờ, đồng ngay cũng như khỏe rồi cưng. Cũng như ổng, đồng ngay cũng như ổng đi đứng này kia, ổng cũng khỏe, không ướt, không có ca, cũng như là biết đi làm, ổng vẫn nấu cơm cũng vẫn được. Bây giờ có còn thấy thiếu thốn gì không? Không cưng. Cũng như mấy chị, mấy anh Mạnh Thường Quân cũng giúp đỡ, cũng như đủ thôi cưng. Nhưng giờ mình lo mình bằng ăn. Hôm ngày giờ đây có đi nhổ hành nữa đúng không? Có, biết có đi làm mấy ngày nay, rồi có ngày hôm qua mưa nguyên ngày người ta hồng. Ừ. Hôm trước đi nhổ hành ban đêm cũng nhất nó nhổ hành ban đêm. Ờ đúng rồi, biết đi làm ban đêm nhổ, tại vì tranh thủ nhổ sớm đó, hồi xem bão quá mưa đó cưng. Được mấy tiếng? Nhổ cũng được 3 tiếng. Ừ. Tại đợt này tới 9 người nhổ. Ừ. Tóc hành cho nó qua đợt mưa đó. Bây giờ đi làm cái tâm thế của người đi làm của Út Nhất là nó khác so với ngày xưa khi chưa được giúp đỡ nhiều không? Ờ à, đúng rồi, cũng như giờ làm nó khỏe hơn, nó không có buồn gầu. Nhưng mình là nhà mặn nó không có an tâm, nó khỏe. Nghe nói là cái chủ thuê là sắp đuổi Út Nhất hả? Thuê mướn Út Nhất làm á? Không, cũng như không có, cũng như cái này cũng như mấy ông anh này ông ấy ổng dễ gì. Sao em nghe nói kìa? Dễ gì cũng như là dễ gì quên không biết được. Tại vì từ ngày trồng găng giờ Út Nhất vừa làm vừa ca không, thành thử đâu có lo nhổ hay lo làm cỏ gì đâu. Thành thử là lo nghiêu ngao vậy rồi đâu có làm hết công suất của ta giống như lúc trước chưa có găng. Không, Út Nhất giờ làm cũng bình thường nè. Dạ hả? Ờ, Út Nhất làm cũng bình thường nè. Sao em nghe mắng vốn nó Bùi Hồ trồng găng chi đẹp quá, vừa làm vừa ca cừ hả hả ló cái hầm găng đẹp ra. Hả? Dễ gì đâu có. Mà em nghe nói vậy là sao có không? Thì nào ai cũng coi cũng có cười giỡn. Ừ. Có ca hát gì không? Không ca, biết không có ca. Đâu bữa nay hát cái bài hôm trước lần đầu tiên gặp Hai Ớt, cái bài gì mà hát mà mưa gió bão bùng á. Ờ, Hai Mái Dài Chanh á hả? Ờ, đâu hát để coi cái làng hơn bây giờ nó có điệu đà giống như ngày xưa không? Có cái răng nó có bị cản trở không? Hát thử thôi. Chắc nó cũng có. Cản trở là không khí mình ém được đúng không? Ừ. Ngày xưa là cái hàm tiền đạo này nó trống phọc, thành thử là mình ém nó hơi bị khó. Ém là dùng cái môi, mà nhớ cái ngày mà Út Nhất che cái hàm răng là nghiêng qua nhét cái hàm răng vô không? À nhớ. Nãy giờ mất cỡ không? Mất cỡ. Rồi bây giờ đâu có, bây giờ cừ là buông ra là cừ dở cái tay xuống thôi à. Thôi nói vậy chứ chắc có lẽ là mời Út Nhất hát một bài cho gửi đến lời cảm ơn đến quý Mạnh Thường Quân cũng như là nha khoa của chị Quỳnh với lại anh Hải đã cho một Út Nhất một cái nụ cười rạng rỡ hơn, đẹp hơn và thậm chí là giọng hát của Út Nhất càng ngày càng hay hơn. Mời Út Nhất. Em có bao giờ những kỷ niệm xưa, hai đứa chung một đường đời đón đưa. Nhà em đầu sớm lau thương, nhà anh một mái tranh chiều, quanh năm năm tháng dài dầu. Mấy năm canh biệt chúng mình gặp nhau, em bắt anh đến nụ không biểu. Đời em cài tóc cô dâu, cùng anh làm đám cưới màu. Đời buồn sầu quen ước mi, nhưng nay thôi đã hết, hết thật rồi. Kỷ niệm chỉ là áng bay mờ thôi. Bao năm xa cách bây giờ gặp nhau, hai đứa ngỡ ngàng nhìn nhau, nghe lòng nức nở vẫn đau. Em níu những bài chinh tò cùng anh, đâu phải bây giờ lòng tôi xót tim. Thì thôi hãy có quên đi, chỉ
chuyện xưa này nhắc khơi chi, đường đời buồn quen ương mi. Hôm nay bộ răng thì khá là hay so với lúc trước á, hốc nhất ơi. Có bộ răng nó cũng che là đúng đỡ. Hồi xưa là nếu như mà muốn lấy hơi là làm sao? Không có răng làm sao? Cũng như mình cũng phải kìm cái giọng cho nó ấm chút, không có phà cái được. Nó phà cái nó chát. Nó chát cái tiếng nó không hay. Ngày xưa là tiếng chép nó nhiều hơn tiếng bát đúng không? Tiếng chép nhiều hơn. Còn bây giờ là bát chép đầy đủ. Thêm miếng ơi cô nữa là ngon đúng không? Thêm miếng ơi cô nữa là ngon. Thật ra thì Út Nhất hát rất là hay, cái giọng Út Nhất là nó điệu đà lắm, giọng điệu mà, thành thử là chắc chị nghe cũng vui lắm. Ngày hôm nay có được đầy đủ hết, từ cái việc mà nhà cửa rồi chăm lo cho cha của mình. Thậm chí là ngày hôm nay thì em có ra thăm anh Cường, mấy anh em có ra thăm chỗ anh Cường ở thì nó lại được tươm tắt hơn, lại được hoành tráng hơn. Nó giống như là một cái mái ấm nhỏ của anh Cường á, chỉ thiếu đi một người vợ và một người con của mình khi xưa thôi. Nhưng như thế là đã quá đủ cho một người mà ở trạng thái thần kinh không ổn định như anh Cường. Thì chỉ mong rằng là phép màu nào đó sẽ đến với anh Cường để cho anh Cường nhanh chóng hòa nhập với cộng đồng. Và ngày hôm nay thì Bùi Hồ với lại anh Mục Đồng cũng như là Út Đồng Tháp có ra hỏi thăm anh. Và Bùi Hồ hỏi một câu thôi, bây giờ mấy giờ anh Cường? Anh Cường nói 5 giờ rưỡi rồi. Một người mà biết coi đồng hồ được thì trạng thái thần kinh rất ổn định. Không tin thì tí xíu nữa Bùi Hồ ra hỏi quay cho cô bác anh chị xem ha. Có muốn nói lời nào với chị Quỳnh, anh Hải cũng như là những ngày qua ở nhà ở của Phong, đồng thời là tất cả các quý mạnh thường quân đã thương yêu và tin tưởng mình đến thời điểm này, và bây giờ còn ước muốn gì nữa không? Biết cũng nhắn cũng thương chị Quỳnh với chồng của chị Quỳnh với Mạnh Thường Quân đó, với mấy chị, mấy cô, mấy anh, với con Bụi, anh Vũ, với anh Vũ này kia. Cũng biết cũng cảm ơn rất là nhiều, lo cho cũng biết nên ngày giờ ra cũng biết cũng như đầy đủ thôi, cũng biết cũng rất là mừng. Rồi bây giờ có ước muốn thêm gì nữa không? Không thưa. Vậy hả? Bây giờ có tóc rồi, có cần đi thêm làm đẹp gì nữa không? Không cơ. Vậy hả? Út Nhất giờ cũng như nghỉ hàng đi màn thôi, chứ không có nghỉ về tới ba chuyện đó. Bùi Hồ có hỏi Út Nhất một câu á, là bây giờ có muốn cần hỗ trợ gì không? Út Nhất nói bao nhiêu đó đủ rồi, còn trừ những hoàn cảnh khác nữa đúng không? Đúng. Út Nhất có thể tâm sự lại cái đoạn đó cho mọi người biết. Cũng như Út Nhất nào ngay cũng như Út Nhất cũng đầy đủ thôi nữa cơ. Cũng như thì mấy chị này kia cũng như giúp cho cái hoàn cảnh khác thì Út Nhất cũng rất là mừng. Chúc Út Nhất sẽ và mãi mãi như vậy, luôn giữ một cái phong thái ổn định như thế này. Và anh em của em á là cũng hữu duyên với Út Nhất, là đến cái thời điểm này là coi như gần như là hoàn thành cái ước mơ của Út Nhất từ bấy lâu nay, mà gần như là một trọn vẹn. Nó trọn vẹn cho một cái người con hiếu thảo và trọn vẹn cho cả gia đình, cho cả ông cụ và cho cả anh Cường. Thì tụi em cũng lâu thì là lâu cũng sẽ quay trở lại cập nhật tình hình của Út Nhất, bây giờ có đi hát ca hay là đi làm nữa, để đâu bỏ lo hát bỏ làm nữa đó. Thành nữ là lâu thì lâu 1-2 tháng nha quay trở lại với Út Nhất ha. Rồi sẽ thường xuyên thăm Út Nhất tại gần nhà Bùi Hồ lắm, nên mình sẽ thường xuyên thăm Út Nhất. Còn cái việc thiện nguyện và chia sẻ về cái hoàn cảnh của Út Nhất á thì các anh em sẽ hạn chế lại đi thăm hỏi những cái hoàn cảnh khó khăn tiếp theo ha anh Mộc Đồng. Đúng rồi, tại vì đến nhất thời điểm này là Út Nhất đã đầy đủ được cái bệ phóng để mà Út Nhất nhảy vọt lên, để mà trở thành một người không còn thiếu giống như trước, mà coi như là đủ đầy rồi, nó quá trọn vẹn rồi, còn thiếu người vợ nữa thôi, nhưng mà từ từ kiếm. Thôi bây giờ chắc có lẽ là nhà buổi chiều rồi, nhân chút thời gian qua hỏi thăm ông cụ và tâm sự tí xíu với anh Cường nữa ha. Cảm ơn bà. Ông cụ hot boy. Phải nói như vậy để cho ông cụ có niềm vui. Thật ra thì ngày hôm nay thì nó khác hơn cách đây 2 tháng trước. Khác về cả nụ cười, khác về cả ánh mắt, và khác về cả cái bộ đồ ông đang mặc ha. Lúc trước đây thì ông ít bộ đồ lắm, sau khi được quý mà Mạnh Thường Quân hỗ trợ đồ nè, rồi chất dinh dưỡng, rồi gương mặt ông cụ đã tươi tắn hơn.
không còn những cái nỗi buồn nữa mà thay vào đó những niềm vui. Ông cụ có thể chia sẻ cho con cũng như là tất cả các cô chú mạnh thường quân á, biết về tình hình sức khỏe của ông cụ nè, rồi thời gian này ông cụ sống như thế nào, tại tụi con lâu lắm mới quay trở lại đây. Thầy cụ cũng khỏe, ra giàu không có gì. Dạ. Bây giờ ăn uống đồ được không? Dạ, con ăn uống bình thường, cũng sáng cũng đi mà cú tiếu rồi dạy xe gì mới nào cũng vậy đó nha. Dạ. Rồi tiền bạc rồi bây giờ đâu có cần còn lo lắng gì nữa đúng không? Dạ, dạ. Còn nhà con nhà con gái nuôi nữa giúp đỡ cho có ăn hàng ngày. Nhờ con gái nuôi là chị Mai Trần ở Mỹ hỗ trợ là mỗi tháng như thế là 50 đô. Dạ. Thì dư tiền ăn cháo luôn ở quê nè, tôi cháo đâu có nhiêu tiền đâu. Cô Tiếu. Mà con muốn hỏi lại nè, cái ngày hôm mà mừng thọ ông cụ đó là vui dữ không? Mặn là tôi thọ hả? Dạ thì cũng vui, dạ đâu, dạ cũng vui. Thì con nuôi ông Mai cũng để thọ. Dạ, cho tôi sẽ hôm nay đâu có ăn mà được lại ăn của họ, rồi nhờ nó giúp đỡ cho nó mới ra mới có ăn của thọ tôi. Đây là cũng mừng. Dạ. Mà con phải nói không phải nói cho mọi người đây chắc cũng ganh tị với ông cụ lắm. Ganh tị vì được tổ chức mừng thọ nó thật linh đình. Nói thật luôn á, ở quê cũng chân thành cảm ơn chị Mai Trần ở Mỹ ha. Chị đã hỗ trợ cho Vườn Hồ những cái sao bịch xăm á, để mà đoạn đường đi xa mà Vườn Hồ có thể hỗ trợ năng lượng tiếp tục cho những hành trình tiếp theo. Và đó thì chị cũng có hỗ trợ cho ông cụ tiền ăn sáng, và thậm chí là hỗ trợ cho một cái tiệc mừng thọ mà phải nói rằng ở sống ở những cái làng quê nghèo như thế này á, ở cái vùng quê nông thôn như thế này á, việc mừng thọ là một điều gì đó nó rất là xa xỉ đối với một người có cuộc sống bình thường. Ở đây thì Vườn Hồ nói đến cái người mà có cuộc sống khá giả ha, thì có cái tiệc mừng thọ nó đối với ở quê này nó lạ lắm đó. Nên là nữ là ông cụ là một điều gì đó rất là diễm phúc, coi như là ơn trên đã đưa đường dẫn lối cho chị gặp được ông cụ để mà nhận làm cha nuôi và để có bữa tiệc như ngày hôm nay. Nhà cũng nhà nó cũng tôi cũng không có dám là đấy giờ có nó mai nó mới lên tiếng nó giờ ba con chết hết rồi, ca mái chết hết rồi, bây giờ nó gặp ba ở đây nó con chọn ba làm ba thì tôi cũng rất nặng. Cô kêu bằng ba rồi nó mới lập ra cái tiệc thôi ba. Ăn cái tuổi thọ là ba tuổi 90 để nó lại thọ cho tôi, tôi không nói vậy được, con cũng làm vậy cảm ơn con nhiều quá. Và ngay cái đó là thọ ra cũng cuộc cũng vui, cũng bà con ở xóm gì người ta gặp bà cũng hỏi là ông ở đâu mà có phước như vậy. Cái đó giờ trời định cho con, tôi là có muốn ý muốn ăn được không là được, thấy không? Tại vì ý là tôi nó ngoại nó ý là chọn tôi rất lâu cô cũng không dám lên tiếng làm ba, bởi vì nó nói một tiếng thì biết rồi thì thôi mình cũng nhận cho nó kêu ba thì cũng phải chịu ba. Đâu có từ giờ cho nó rồi tôi nói thôi bây giờ ba nhận mà kêu con bằng ba, bây giờ con cho ba một cái ảnh hình đó đó. Dạ. Xin nó nói là nó chiếu lại ba cái hình mà thấy cái hình này nó hơi lê đẹp rồi đó với Đạt. Thôi giờ cái hình này đi quay ra rồi đó để nó phải làm được cái hình đó, lấy hồi lẹ con mấy hình chỉ hơi tối rồi thôi rồi nghe nó lấy vô đoạn đợt nó làm ở bển rồi tới cái ngày
Mân Thọ ngày mà ngày tối vậy nè. Đó, rồi tụi mới mới lên ra. Rồi nó ngay nó cũng gửi cho ba cái đồng hồ cái chiếc nhẫn này là nhau mình cũng nói cảm ơn con nhiều quá bởi vì ba cũng không có nghèo khổ cũng lâu rồi mà chưa được có ngôi nhà tốt đẹp thì cũng phải con cũng có thể có giúp đỡ cho ba trong này thì cũng nói vậy. Nói mà mạnh thì quân ở ngoài kéo phải mình con nói người ta lời vậy thôi vậy á. Dạ thôi ngày hôm nay con thấy ông cụ hoạt ngôn như vậy là có nghĩa là cái cơ thể của ông cụ nó đang khỏe mạnh và rất là tốt. Nhìn cái gương mặt của ông cụ, nụ cười của ông cụ và cái nó ngay từ nó làm nó lại cô cũng đi ăn cơm nó ăn củ tiếu ngủ bữa rồi nói với mai nó thầy ơi giờ ba cho ba mẫu một cài là 40 ăn tiền ăn á rồi nói là giúp cho đứa thể ăn uống hút thuốc rồi vậy đó thì con chết thôi ba không dám sinh thì con có giúp đỡ cho ba là cái gì lấy lấy cho con xin không dám sinh. Nhìn gương mặt hồng hào cười mà mình cảm thấy vui lây á của ba của chị. Ông cụ bây giờ hạnh phúc gì nè, có nhà cửa che mưa che nắng đúng nghĩa, con cái thì cũng đâu đó cũng khỏe khoắn lại, mà thêm cái nữa ha, ông cụ ngày xưa không có đi làm cho nhà nước làm công mà hiện nay ông cụ có lương lãnh, hiện nay là ông cụ lương nhiều hơn nhiều nguồn thu hơn con với anh Động với Út Đồng Tháp luôn á, vừa có lương hưu nè, vừa có lương của con nuôi nè, rồi mà trái gió trở trời về cái cô chú thương cái đương cụ đi vô bồi dưỡng cái khỏe là liền. Ngay tiền nhà nước cung cấp thì được có 300 à. Dạ chứ thêm tiền 1,5 triệu nữa, 1,5 triệu tiền lương hưu rồi. Nó ngay hồi trước á thì nó nói với tôi nó cung cấp cho ba là 1 triệu rồi mới nói 50 đô mà thì không biết đô lại nhiêu thì nghe hỏi nó là 1 triệu rồi mới nói chuyện đó 30-40 rài nói vậy thì con cấp cho ba thêm 500 nữa là 1,5 triệu thì nó nói vậy chứ mà đâu có nói xin chọt gì đó thầy đã nói cho nhiêu cho à. Cũng hữu duyên lắm thì mới được nhận làm con nuôi ba nuôi và thôi thì con để cho ông cụ nghỉ ngơi rồi con với mấy anh em đi ra thăm ông Cường con tụi con cũng sẽ thường xuyên qua thăm ông cụ tuy nhiên thì lâu lâu cũng sẽ chia sẻ những cái thứ phim những cái hình ảnh này cho cô bác anh chị biết rằng là đã giúp đúng một cái hoàn cảnh cần được giúp và đây là những cái trong những một trong những cái hoàn cảnh mà lay động lay động đến lòng của tất cả các cô chú anh chị quý mạnh thường quân rất là nhiều mà để có được như ngày hôm nay là nhờ những cái tấm lòng vàng những nhà hảo tâm đã quan tâm và ủng hộ đến ông cụ nói riêng và những hoàn cảnh khó khăn nói chung. Thôi mấy anh em tụi con ra kia cái nữa tranh thủ về khuya nay còn đi sớm nữa. Dạ cùng cảm ơn bà.